Chúng ta đang đến với shop điện máy số.com nhé. Chúng ta liên lạc với shop qua số hotline 0901 656 888 nhé. Chúng ta cùng đến với dòng sản phẩm mực dành cho mực máy in Canon 2009 nhé, Canon 3000 và một số dòng sản phẩm khác. Ví dụ như là hộp mực thì đang quay đây, một mực màu black nhá, in hơn 2000 tờ nhá. Mực in rõ, đậm nét nhá. Dùng cho máy in Slatzer 1010 1015 1012 3015 3020 3030 và 1020. Yeah, chúng ta còn bên cạnh hộp mực màu đen nhé, nguyên hộp rực mới luôn nhé. Đây, nguyên thùng nhé, nguyên hộp mực mới đang còn nguyên siêu. Chúng ta về mua về chúng ta rút siêu ra đây. Tôi sẽ để một rút siêu hồng nha. Đây, chúng ta cầm đây, tôi sẽ rút siêu hồng và tháo hai cái miếng nhựa ở hai bên hông nha. Hộp mực mới nha, chất lượng in rõ nét nha, có bán tại shop điện máy số.com nha, nguyên hộp, chất lượng in rõ nét. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video của shop nha. Hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo nha. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của shop nha.